Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thực vật phong phú và đa dạng trên thế giới, với hơn 5.000 loại thực vật và nấm có công dụng làm thuốc. Thêm vào đó, cộng đồng 54 dân tộc ở nước ta sở hữu những kinh nghiệm quý báu trong việc sử dụng các loại cây cỏ sẵn có để làm thuốc chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong số đó, không thể không nhắc đến một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, được mệnh danh là cỏ trường thọ. Loại cây này không chỉ ghi danh trong sách y học cổ mà còn được y học thế giới hiện đại công nhận với những nghiên cứu được thực hiện tại Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ý và Đức. Minh Trí và Kiều Khanh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh VTV Now Shopping. Hôm nay chúng ta lại có một cơ hội nói chuyện với nhau về các loại dược liệu quý hiếm tại Việt Nam. Bởi vì nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên tại Việt Nam hiện tại là có khoảng hơn 5.000 loại cây dược liệu quý hiếm. Và ngày nay thì bắt đầu dần dần phát triển nhiều hơn, khoa học kỹ thuật phát triển nhiều hơn. Chúng ta không còn phải những cái cảnh là mình phải sắc thuốc nữa như ngày xưa ông bà ta thường phải là đi kiếm những cái loại dược liệu quý hiếm. Sau đó mình phải có những cái siêu đất mình sắc thuốc ở bên trong. Thì ngày nay chúng ta là được với một cái nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn sẽ được bào chế ra dạng viên nang nên chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng quý vị nha. Và hôm nay là một trong chương trình hấp dẫn để mà giúp cho quý vị và các bạn chúng ta đang và mong muốn tìm kiếm một cái giải pháp và đặc biệt là cái nguồn dược liệu từ thiên nhiên để tốt cho cơ thể và phục vụ tốt hơn cái nhu cầu là bảo vệ sức khỏe của rất là nhiều những cái đối tượng khác nhau ở bên trong chính gia đình của mình, không những là những người lớn tuổi và ngay cả người trẻ tuổi. Thì ngày nay bệnh cao huyết áp hay là cả tiểu đường thì dần dần trẻ hóa nhiều hơn, Kiều Khanh ha. Do đó là chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Ngoài cái chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý cũng như là mình phải ăn uống hợp lý nữa thì chúng ta phải cần có những cái dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của mình để có thể kéo dài tuổi thọ quý vị nha. Và một trong số đó đó chính là dòng sản phẩm là giảo cổ lam quý vị nha. Và thiên bảo giảo cổ lam là một trong những cái dòng sản phẩm mà đã được rất là nhiều gia đình tin dùng và yêu thích cho đến tận thời điểm hiện tại rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay xuất hiện thêm một lần nữa quý vị ạ, là để đem đến cho chúng ta thêm một cơ hội lựa chọn và mua sắm với mức giá ưu đãi hơn, mang về một dòng sản phẩm mà tận dụng được những cái giá trị dược liệu thiên nhiên quý giá quý vị nha, để có thể là bồi bổ sức khỏe nè, tăng cường khả năng đề kháng của những thành viên ở trong gia đình của mình, chưa kể là làm chậm lại quá trình lão hóa nữa quý vị nha. Và bộ sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là tổng cộng là 6 hộp, trong mỗi hộp chứa 60 viên quý vị nha. Như vậy chúng ta nhân lên là mình sẽ có đến tận là 360 viên để sử dụng lâu dài. Mức giá chính hãng của trọn bộ 6 hộp là 805.000 đồng. Tuy nhiên là giá đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi đang mang đến chỉ có 650.000 đồng mà thôi, là được tặng thêm một hộp thiên bảo giảo cổ lam nữa, nâng tổng số lượng lên đến tận 7 hộp nếu như tính luôn cả quà tặng lẫn sản phẩm chính quý vị nha. Và quý vị thấy đó, như vậy là chúng ta có được một cái cơ hội mà tiết kiệm được thêm rất là nhiều những chi phí khác nữa, nhưng vẫn yên tâm là dòng sản phẩm chính hãng, chất lượng, và bên cạnh đó lại còn được sự hỗ trợ của VTV Hyundai trong việc đó chính là chúng ta không cần phải đi đâu cả, chỉ cần gửi đến cho chúng tôi đơn đặt hàng và giao cho chúng tôi biết là địa chỉ nhà quý vị ở đâu, chúng tôi sẽ giao trọn bộ bao gồm là 6 hộp thiên bảo giảo cổ lam trong bộ sản phẩm chính, thêm một hộp làm quà tặng nữa tận cửa nhà quý vị tại 63 tỉnh thành. Công dụng của thiên bảo giảo cổ lam: bồi bổ chất cho cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh, hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ hạ đường huyết, nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng. Sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Bộ 6 hộp thiên bảo giảo cổ lam bao gồm 60 viên một hộp, cơ hội mua sắm không thể bỏ qua. Mức giá chính hãng 805.000 đồng, giá đặc biệt tại VTV Hyundai chỉ 650.000 đồng. Tặng thêm một hộp thiên bảo giảo cổ lam bao gồm 60 viên, món quà sức khỏe cho cả gia đình. Một cơ hội để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình, đặc biệt là những người lớn tuổi, những người đang mắc phải những căn bệnh ví dụ như là mỡ máu hay là đường huyết. Chúng ta cần phải ổn định lại mỡ máu của mình hoặc là ổn định lại đường huyết của mình bằng cách là tìm kiếm những dòng sản phẩm có thể hỗ trợ hạ đường huyết hoặc là hỗ trợ giảm đường huyết hoặc giảm mỡ máu, thì chúng ta hãy tìm kiếm ngay giảo cổ lam quý vị nha. Và chúng tôi đang áp dụng cho các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này, trong một bộ 6 hộp chỉ là 650.000 đồng, được tặng thêm một hộp cùng loại tổng cộng là 7 hộp. Đây là một món quà tặng ý nghĩa, quan tâm đến những người lớn tuổi và không những thế, đối tượng trẻ tuổi như các bạn nhân viên văn phòng, chúng ta không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, ngoài chế độ nghỉ ngơi tập luyện thể dục thể thao và tìm kiếm thêm thiên bảo giảo cổ lam bên trong gia đình của mình quý vị nha. Quay trở lại với không gian phim trường mua sắm VTV Now Shopping ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện làm sao để có thể kéo dài tuổi thọ, làm chậm đi quá trình lão hóa. Và chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe trong những cái bệnh rất là quen thuộc mà người ta gọi là bệnh mãn tính đó Kiều Khanh. Tức là chúng ta phải uống thuốc đến cả cuộc đời của mình. Ví dụ như là tiểu đường hay là huyết áp nè, hay là mỡ máu cao, thì chúng ta vẫn có thể là phải uống thuốc để mình có thể là ổn định cái lượng đường huyết, ổn định huyết áp, và thuốc sử dụng đều đặn mỗi ngày. Và trong suốt quá trình mà chúng ta sử dụng thuốc tây quá nhiều thì
chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến gan và thận của mình. Do đó ngày nay chúng ta ngoài cái việc là tuân thủ điều trị tốt hơn dành cho các bác sĩ đã dành và dặn cho bản thân mình, thì chúng ta phải tìm kiếm thêm những dòng sản phẩm thực phẩm hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe và đến từ các loại dược liệu quý hiếm cũng như là cây cỏ thiên nhiên để tốt hơn cho bản thân và gia đình của mình nữa quý vị và các bạn nha. Và đó chính là lý do vì sao mà hôm nay chúng tôi mang đến cho cô các bạn đến từ thương hiệu là Thiên Bảo Giảo Cổ Lam. Và chắc chắn là với cái dòng sản phẩm này thì rất là nhiều quý vị khách hàng của VTV Nam Shopping đã quen thuộc rồi, và cũng như là bên ngoài thị trường thì bán cũng rất là chạy. Bởi vì ở trong cái tác dụng của giảo cổ lam thì hầu như tất cả chúng ta đều biết, đó chính là những cái thành phần ở bên trong giảo cổ lam nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là ổn định đường huyết của mình nè, cũng như là chúng ta có thể là ổn định được huyết áp hay là để có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất là tốt. Ông bà ta thì có câu là họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào, tức là chúng ta quá trình ăn uống không hợp lý nè, chúng ta thường phải ăn quá nhiều thực phẩm thức ăn nhanh cho giới trẻ chẳng hạn, thì đó cũng chính là những cái lý do mà vì sao ngày nay cái bệnh tiểu đường hay là cả bệnh huyết áp nó trẻ hóa dần hơn thì Hoàng ha. Chính xác rồi, và Khanh thấy có một cái nghịch lý á, đó chính là rất là nhiều người nha ngán ngại về việc đó chính là đến bệnh viện để thăm khám mỗi năm. Đúng kiểm rồi. Tra lại sức khỏe một cách tổng quát, tuy nhiên là sau đó là chúng ta sẽ lại phải chi ra những cái khoản chi phí mà thậm chí còn khổng lồ hơn rất là nhiều khi mà cơ thể của chúng ta đã mắc bệnh rồi, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể là chữa ngay từ sớm nếu như mà chúng ta có thể là tầm soát hàng năm quý vị nha. Quay trở lại với cái vấn đề là bảo vệ sức khỏe đó, thì thực ra là không chỉ là những người lớn tuổi trong gia đình của mình thì mới cần phải quan tâm đến vấn đề đó đâu, khi mà cơ thể rệu rã rồi mình mới tìm cách cứu chữa thì đôi khi là nó cũng không có hiệu quả cho lắm, hoặc là chúng ta sẽ phải tốn thêm rất là nhiều phương cách cũng như là đau đầu cho cái khoản tiền mà sẽ cần phải chi ra, trong khi khi mà chúng ta còn trẻ thì mình vốn đã cần phải bồi bổ cho cơ thể rồi, mình tận dụng quá nhiều sức lực của bản thân mình. Đúng để rồi. Tham gia vào rất là nhiều những cuộc vui nè, hay là giải quyết những cái vấn đề, những cái gánh nặng ở trong cuộc sống của mình mà quên đi việc đó chính là bù đắp lại cho sức khỏe, bù đắp lại cho tinh thần của mình. Thì đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì không chỉ nhắm đến một đối tượng riêng biệt nào, mà thật ra là có khá là nhiều những đối tượng khác nhau ở trong gia đình của mình đều có thể là sử dụng dòng sản phẩm này quý vị nha. Và vốn bản thân giảo cổ lam đó đã có những cái thành phần dược tính ở bên trong rất là quý giá rồi, như là làm chậm quá trình lão hóa nè, với sự giúp sức đến từ hợp chất đó chính là flavonoid nè. Thông thường thì flavonoid được tìm kiếm thấy ở trong rất là nhiều những cái loại cây cỏ thiên nhiên hoặc là các loại thảo dược quý, tuy nhiên là cái hàm lượng của nó ở trong giảo cổ lam vượt trội hơn khá là nhiều lần quý vị nha. Chưa kể là chúng ta hay nhắc tới nhân sâm giống như là một cái dược liệu rất là tốt, rất là quý giá đúng không ạ? Không kể về mặt giá trị mà còn về mặt dược tính nữa, bởi vì ở trong đó có saponin, thì giảo cổ lam cũng có hơn tận 100 loại saponin lận quý vị nha, cũng có tác dụng tương tự giống như là chúng ta sử dụng nhân sâm vậy đó, nhưng mà mỗi thứ lại sẽ có những cái cải thiện rõ nét khác nhau một tí xíu đối với cơ thể của mỗi người, miễn là chúng ta sử dụng một cách đều đặn. Thì để phân tích kỹ hơn thì mong là quý vị sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút tiếp theo để tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm này. Và đặc biệt hơn là đối với giảo cổ lam thì trước kia một số quốc gia châu Á cũng đã tìm kiếm ra được giảo cổ lam để có thể là bào chế các loại dược liệu quý hiếm. Nhưng mà ở Việt Nam thì mãi đến năm 1997 thì mới phát hiện ra giảo cổ lam tại một vùng núi cao ở Lào Cai. Và từ đó bắt đầu sẽ có rất là nhiều những công trình nghiên cứu để tìm tòi ra làm sao để có thể bào chế ra một cái loại dược liệu quý hiếm hoặc là một cái dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe để có thể hỗ trợ tốt hơn dành cho con người. Và dòng sản phẩm Thiên Bảo Giảo Cổ Lam là một trong những cái thương hiệu đã rất là quen thuộc và đồng hành với người tiêu dùng Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Thật ra thì ở nước ngoài á, Kiều Khanh nè, với cái thực phẩm chức năng thì giới trẻ cũng rất là quen thuộc. Mỗi buổi sáng đôi khi mình chỉ cũng có những người bạn hay là up ở trên mạng xã hội Facebook của mình á, là cả một bụm người ta tưởng là thuốc nhưng mà không phải, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nào là dầu cá nè, hỗ trợ canxi nè, rồi các loại vitamin tổng hợp, và trong đó là những các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giống như là ổn định đường huyết và làm chậm đi quá trình lão hóa, và trong đó có cái thành phần saponin ở bên trong giảo cổ lam cũng rất là nhiều. Tương tự như là ở bên trong nhân sâm, đôi khi chúng ta không có nhân sâm thì chúng ta vẫn có thể thay thế bằng giảo cổ lam quý vị và các bạn nha. Và saponin nó giúp cho chúng ta, cơ thể của mình hồi phục lại sức khỏe của chúng ta tốt hơn sau những cái đợt ốm dậy, hoặc là tăng cường cái hệ miễn dịch, sức đề kháng để có thể là chống chọi với những cái vi khuẩn virus xâm nhập, thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Không hẳn là phải bệnh thì chúng ta mới bắt đầu điều trị, mà đây cũng là một dòng sản phẩm để có thể bảo vệ được sức khỏe cho tất cả các bạn trẻ. Đúng và rồi. Đặc biệt hơn là ở trong đối tượng gia đình của mình,
ngoài ông bà bố mẹ những người lớn tuổi thì chúng ta vẫn phải phòng bệnh hơn là chữa bệnh dành cho những người trẻ, đối tượng mà luôn luôn nghĩ rằng là mình vẫn còn sức lao động, mình vẫn còn khỏe, đôi khi bệnh một chút xíu thì cũng vài ba ngày mình lướt qua này cũng đã xong. Tuy nhiên là khi một thời gian dài hơn thì mình qua độ tuổi 30-40 thì mình cũng cảm nhận là sức khỏe của mình nó giảm sút đi nhiều hơn. Ngoài cái việc tập luyện thể dục thể thao, ăn uống bồi bổ đầy đủ hơn thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm những dòng sản phẩm thực phẩm về sức khỏe. Và hôm nay một lần nữa, nếu mà gia đình của mình đã hết Thiên Bảo Giả Cổ Lam rồi thì quay trở lại chúng ta lại có một cơ hội mua sắm hấp dẫn nữa Kiều Hanh ha. Chính xác rồi, và nhấn mạnh những dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha quý vị. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng với một cái liều lượng hợp lý nè, như bác sĩ khuyên dùng nè, và kết hợp với cái chế độ, đó chính là mình điều chỉnh lại cái khẩu phần dinh dưỡng của mình hàng ngày, rồi còn tham gia vận động thể dục thể thao một cách lành mạnh, một cách điều độ nữa, thì chắc chắn là cơ thể của chúng ta sẽ nhận thấy những cái tiến triển một cách rõ rệt luôn. Ví dụ như là trước đây á, mình nhận thấy là làn da của mình càng ngày càng xuống sắc hơn, bắt đầu có những cái biểu hiện về vấn đề về gan chẳng hạn. Ví dụ da dạo này hơi vàng một tí xíu, thường xuyên nổi mụn nè, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ, nếu như mà thường xuyên thức khuya này nha, uống ít nước này nha, xong rồi ăn những cái khẩu phần dinh dưỡng cũng có thể là tạm bợ một chút do mình đi mua ở ngoài chứ không phải mình nấu, thì mình cũng nên tìm hiểu xem, cân nhắc xem là mình có phải mắc phải những cái vấn đề về gan hay không, mình nên đi tầm soát sức khỏe, và sau đó thì mình nên sử dụng những cái dòng sản phẩm như thế nào để không làm hại gan mà vẫn có thể là bồi bổ sức khỏe cho mình. Bởi vì cái nghịch lý ở chỗ đó chính là nhiều khi chúng ta chữa bệnh chúng ta lại tiếp tục làm hại gan và nó cứ chồng chất lên như vậy thì thực sự không tốt quý vị nha. Quay trở lại đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì rõ ràng đây là một dòng sản phẩm khá là lành tính mà rất là nhiều thành viên trong gia đình của mình có thể là sử dụng được quý vị ạ. Và vốn thì người ta cũng ưa chuộng những cái gì nó đến từ tự nhiên, nó thiên nhiên đúng không? Và giảo cổ lam cũng là một trong những thành phần dược liệu quý giá như vậy, chiết xuất từ tự nhiên nhưng giúp cho chúng ta rút ngắn được thời gian so với cách sử dụng trước đây là phải sắc thuốc nha quý vị nha. Mà sắc thuốc thì như quý vị biết rồi đó, sắc ngày nào uống ngày đó, không có để lại được. Ngày hôm sau uống mới thì lại phải sắc mới. Còn bây giờ để trong từng lọ như vậy, mang đi đâu cũng dễ. Mình để ở nhà một lọ nè, mình để ở cơ quan một lọ, mình cũng có thể là chia đều cho tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau sử dụng luôn. Và bởi vì là tất cả các thành viên trong gia đình của mình ai cũng có thể sử dụng được, ví dụ là người trẻ tuổi hay là ông bà bố mẹ những người lớn tuổi và cần phải quan tâm nhiều hơn về vấn đề sức khỏe. Cho nên đó là lý do vì sao hôm nay chúng tôi lại áp dụng cho quý vị và các bạn một cái mức giá ưu đãi hơn để mình có thể chọn sở hữu trọn một bộ là 6 hộp Thiên Bảo Giảo Cổ Lam. Mỗi một hộp là 60 viên quý vị và các bạn nha, tổng cộng là 360 viên, giá chính hãng là 805.000 đồng. Mức giá trên VTVN Day đặc biệt hơn thì chỉ có 650.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, được tặng thêm một hộp cùng loại nữa, tổng cộng là 7 hộp để cho gia đình của mình là sử dụng lâu dài hơn. Bởi vì những dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chúng ta phải sử dụng lâu dài và thường xuyên thì mình mới cảm nhận được cái tác dụng của dòng sản phẩm đang mang lại cho cơ thể của mình. Và đặc biệt hơn là trên kênh mua sắm VTV Now Shopping thì hôm nay lại là một cơ hội để có thể là tặng thêm một cái hộp cùng loại để mình có thể chia sẻ nhiều hơn cho những thành viên và những đối tượng yêu thương ở bên trong chính gia đình của mình với những cách thức đặt hàng rất là quen thuộc quý vị nha. Đầu tiên là chúng ta gọi ngay đến số tổng đài đang hiển thị trên màn hình TV nhà mình lúc này quý vị nha, cho chúng tôi biết là quý vị muốn lấy một lần là bao nhiêu đơn hàng nè, ở những địa chỉ như thế nào, tất cả những cái khâu sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả cho quý vị, giao hàng đến tận cửa nhà luôn. Mình chỉ cần nhận hàng, thanh toán, nhớ kiểm tra số lượng đầy đủ trước khi thanh toán quý vị nha. Hoặc là nếu như mà mình là dân văn phòng chẳng hạn thì ngay bây giờ chúng ta vẫn có thể là đặt hàng thông qua website vtvhyundai.vn. Còn nếu như mà đã tải ứng dụng về trên điện thoại di động hay máy tính bảng của mình rồi lại càng tiện hơn, tranh thủ xem thêm một vài chương trình khuyến mãi hay là những cái dòng sản phẩm khác, mình đặt hàng luôn một lần lại càng tiện hơn quý vị nha. Và yên tâm, đặt hàng bằng cách thức như thế nào thì vẫn có ngay mức giá ưu đãi là 650.000 đồng cho trọn bộ 6 hộp và còn nhận thêm một hộp tương tự làm quà tặng nữa quý vị nha. Như vậy là chúng ta rất là yên tâm là ngày hôm nay mua sắm vừa tiết kiệm lại vừa tiện lợi. Hãy nhanh tay đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. Một cơ hội để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình, đặc biệt là những người lớn tuổi, những người đang mắc phải những căn bệnh ví dụ như là mỡ máu hay là đường huyết. Chúng ta cần phải ổn định lại mỡ máu của mình hoặc là ổn định lại đường huyết của mình bằng cách là tìm kiếm những dòng sản phẩm có thể hỗ trợ hạ đường huyết hoặc là hỗ trợ giảm đường huyết hoặc giảm mỡ máu, thì chúng ta hãy tìm kiếm ngay Giảo Cổ Lam quý vị nha. Hôm nay chúng tôi đang mang đến cho các bạn một dòng sản phẩm với thương hiệu Thiên Bảo Giảo Cổ Lam, là một trong những thương hiệu đã uy tín và được rất là nhiều quý vị khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping chọn lựa trong suốt thời gian phát sóng vừa qua. Bởi vì sao? Bởi vì đây là dạng viên nang cho nên chúng ta dễ dàng sử dụng, mình có thể mang theo ở bên trong cặp
mặt của mình, túi xách của mình, đi làm, đi công tác, hoặc là mình có thể là gửi món quà biếu này về sức khỏe, quan tâm nhiều hơn dành cho ông bà bố mẹ bất kỳ ở tỉnh thành nào. Và chúng tôi đang áp dụng cho các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này. Trong một bộ 6 hộp chỉ là 650.000 đồng, được tặng thêm một hộp cùng loại tổng cộng là 7 hộp, so với mức giá chính hãng là 805.000 đồng quý vị nha. Một lần nữa nhanh tay đặt hàng để chúng ta nắm lấy cơ hội mua sắm rất là hấp dẫn để có ngay thiên bảo dạo cổ lam bên trong chính gia đình của mình. Đây là một món quà tặng ý nghĩa, quan tâm đến những người lớn tuổi, và không những thế, đối tượng trẻ tuổi như các bạn nhân viên văn phòng, chúng ta không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân thì hãy quan tâm đến bản thân của mình nhiều hơn, ngoài chế độ nghỉ ngơi, tập luyện thể dục thể thao và tìm kiếm thêm thiên bảo dạo cổ lam bên trong gia đình của mình quý vị nhé. Công dụng của thiên bảo dạo cổ lam: bồi bổ chất cho cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh, hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ hạ đường huyết, nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể. Sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Dạo cổ lam, cây thuốc quý cho sức khỏe, chứa nhiều flavonoid chống lão hóa mạnh, nhiều vitamin, sắt, kẽm và các chất khoáng, khoảng 100 loại saponin cấu trúc tương tự trong nhân sâm. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trọn bộ 6 hộp thiên bảo dạo cổ lam bao gồm 60 viên mỗi hộp, cơ hội mua sắm không thể bỏ qua, với mức giá chính hãng 805.000 đồng. Chúng tôi đem đến mức giá ưu đãi hơn nhiều, chỉ 650.000 đồng mà thôi, tặng thêm một hộp thiên bảo dạo cổ lam bao gồm 60 viên, món quà sức khỏe cho cả gia đình. Cứ mỗi lần nói về những câu chuyện sức khỏe đó thì Khanh nhận ra là có rất là nhiều những cái mâu thuẫn, những cái nghịch lý mỗi khi mà người ta trao đổi với nhau, hay là có những cái mà mình có thể tự mình nhìn thấy luôn đó Trí. Ví dụ như là có rất là nhiều người nha, nhìn khỏe mạnh, trẻ trung, thậm chí là vóc dáng rất là cân đối, hay là nhiều người hơi gầy một tí xíu, nhưng mà khi đi tầm soát sức khỏe hàng năm á thì bàng hoàng cầm trên tay cái tờ kết quả là gan nhiễm mỡ hay là máu nhiễm mỡ. Tại vì thực ra là có thể là họ không ăn quá nhiều calories mỗi ngày trong mỗi khẩu phần ăn chẳng hạn. Tuy nhiên là cái khẩu phần dinh dưỡng nó bị chênh lệch, tức là nó có quá nhiều chất béo mà không có quá nhiều chất xơ đến từ rau xanh nè, hay là các loại thực phẩm như là rau củ quả chẳng hạn, đúng không ạ? Và như vậy thì cái lượng calories có thể không làm cho họ mập lên, tuy nhiên cái lượng mỡ thì nó vẫn còn tồn dư ở trong máu, tồn dư ở trong động mạch, và đặc biệt là còn tồn dư ở trong gan nữa. Thì lâu dần khi mà nó tích tụ lại đến một lượng nhất định, nó sẽ bắt đầu có những cái biến chứng, nó phát tác ra bên ngoài và gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe cũng như là chất lượng đời sống của chúng ta. Ví dụ như là đối với một số người đi ở trong những cái thành động mạch đó, thì nếu như mà những cái thành động mạch không có những cái vật cản thì cái lưu lượng máu đi qua lúc nào nó cũng trơn tru, nó cũng mượt mà cả. Từ đó tim có thể là đẩy máu đi nuôi tất cả các cơ quan ở trong cơ thể của mình một cách khỏe mạnh, mượt mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên là nếu như mà mỡ bám ở trong các thành động mạch đó quý vị, mà dần dần thì nó phải chất chồng lên nhau chứ, nó tạo ra những cái vật cản, ban đầu là vật cản nhỏ, sau trở thành những cái viên đá lớn hơn và thậm chí làm gây tắc động mạch, thì tình trạng xơ vữa động mạch nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc mà máu từ tim đẩy đi nuôi các cơ quan nuôi trong cơ thể. Thì chúng ta cũng có thể là tự mình tưởng tượng ra những cái hậu quả khôn lường rồi, phải không ạ? Và chắc chắn là không ai mong đến những cái bước đó cả. Do đó ngay từ đầu là chúng ta đã cần phải xem xét lại cái khẩu phần dinh dưỡng của mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà lỡ hồi giờ, lỡ ăn hơi nhiều béo rồi, giờ một là điều chỉnh lại, hai là tiếp tục cân nhắc và tìm kiếm về cái dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào để có thể là giúp cho cơ thể mình có thể là giảm bớt đi từ từ những cái biến chứng này quý vị nhé. Và một giải pháp để giúp cho tất cả quý vị và các bạn là chúng ta sẽ có ngay một cái dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho chính bản thân của mình, là những cái đối tượng trẻ tuổi, hoặc là dành cho ông bà bố mẹ là những người lớn tuổi bên trong chính gia đình của mình đang có nhu cầu là ổn định được đường huyết, ổn định được mỡ máu, hay là chúng ta đang bị bệnh đái tháo đường chẳng hạn, hoặc là bị huyết áp chẳng hạn. Chúng ta cũng đang mong muốn là ngoài cái vấn đề là uống thuốc mỗi ngày theo cái hướng dẫn của bác sĩ điều trị, thì chúng ta lại muốn tìm kiếm thêm những dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để hỗ trợ thêm, để mình có thể là an tâm mỗi ngày chúng ta có thể là ổn định được cái lượng đường huyết đó và ổn định được cái huyết áp đó. Thì chúng tôi đang gửi đến cho các bạn đến từ dảo cổ lam quý vị và các bạn nha. Đây là một loại dược liệu quý hiếm tại Việt Nam cũng như là một số quốc gia châu Á khác, ví dụ như là Ấn Độ, Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì là một thủ phủ của nhân sâm. Bên trong nhân sâm có rất là nhiều saponin để giúp cho người dân Hàn Quốc người ta bảo vệ sức khỏe của mình mỗi ngày. Người ta sử dụng nhân sâm để uống nè, nấu canh nè, thực phẩm hàng ngày. Và ở Việt Nam nếu như mà không tìm được loại nhân sâm đó, hoặc là những người mà đối tượng trung bình chút xíu chúng ta không có khả năng mua nhân sâm thì sao? Thì không sao cả quý vị nha, bởi vì ở bên trong dạo cổ lam cũng có hơn 100 loại hoạt chất saponin, không khác gì thành phần ở trong nhân sâm cả. Và dạo cổ lam cũng được phát hiện ở Việt Nam ở một vùng núi cao ở Lào Cai, và từ đó bắt đầu có rất là nhiều những công trình nghiên cứu để làm sao cho người ta không tốn quá nhiều thời gian cái việc là sắc thuốc mỗi ngày. Thì giờ đây đã có thêm thiên bảo dạo cổ lam là dạng viên nén ở bên trong để giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta sử dụng lâu bền hơn.
Đặc biệt hơn là ở bên trong giả cổ lam còn có là flavonoid nữa quý vị và các bạn nha, để có thể là ổn định được đường huyết và giảm mỡ máu và làm chậm đi cái quá trình lão hóa của mình. Nói về cái câu chuyện mà đi kiểm tra sức khỏe tổng quát á, thì cũng có nhiều cái câu chuyện mà ngỡ ngàng lắm. Bởi vì tháng trước Trí cũng đã đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, khi mà mình vào mình bị nhức đầu nhiều quá, và ngày nay á, mình tìm kiếm trên mạng á, Kiều Khanh à, ngày càng có nhiều người trẻ bị đột quỵ rất là nhiều, nên mình bị rất là lo sợ cái chuyện đó, nên mình đi kiểm tra luôn ở khoa thần kinh. Thì điều ngạc nhiên hơn là không những mình là người trẻ mà hầu như lúc đó có 5 người cũng đang chờ khám á, thì cũng toàn là người trẻ. Bởi vì người ta quá sợ hãi là tại sao ngày nay có rất là nhiều các bạn trẻ lại ra đi đột ngột vì các bệnh là đột quỵ, bởi vì áp lực công việc, áp lực cuộc sống, suy nghĩ nhiều và bị stress nhiều, thì chúng ta cũng cảm thấy là hoang mang. Và thay vì thời gian chúng ta hoang mang lo lắng đó, thì chúng ta nên rất là bình tĩnh và mình nên kiểm tra và bảo vệ sức khỏe của mình, bởi vì sức khỏe là vàng. Và mình tìm kiếm thêm những dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của mình nhiều hơn nữa, ngoài cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống, thể dục thể thao, thì chúng ta cũng nên tìm kiếm ví dụ như là giả cổ lam ngày hôm nay quý vị nha. Và nói về dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thiên Bảo giả cổ lam á, thì cũng đã rất là nhiều quý vị khách hàng đã đặt hàng và mua trong những lần phát sóng trước kia, và đây là một cơ hội quay trở lại. Bởi vì sao hôm nay chúng tôi lại áp dụng cho quý vị một mức giá hấp dẫn hơn để gia đình của mình có thể mua bổ sung khi mà sau một đợt mình sử dụng đã hết rồi quý vị nha. Và việc sử dụng đều đặn và duy trì nó mỗi ngày luôn quý vị nha, tức là hình thành một cái thói quen tốt trong vấn đề đó, chính là sử dụng những cái dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để duy trì được cái kết quả tích cực lâu dài, cũng là một trong những cái thông điệp mà chúng tôi luôn luôn muốn gửi đến cho quý vị khán giả thông qua từ chương trình này đến chương trình khác. Cho dù cái dòng sản phẩm đó có là như thế nào hay là cái công dụng của nó, thì bồi bổ cho những cái cơ quan nào trong cơ thể thì cũng vậy, không có dòng sản phẩm nào được gọi là thuốc tiên cả, tức là không chỉ sử dụng ngày một ngày hai mà nó có kết quả liền, mà chúng ta cần phải kiên nhẫn sử dụng một khoảng thời gian nhất định, nó phát huy tác dụng, và sau đó để duy trì thì mình lại càng phải tiếp tục duy trì cái việc sử dụng một cách đều đặn mỗi ngày quý vị nha. Tuy nhiên á, cái vấn đề ở chỗ đó chính là khi mà chúng ta cảm thấy là cơ thể của mình dạo này có chuyển biến xấu đi, hay là mình cảm thấy là mình đang mắc phải một cái căn bệnh gì đó nè, thì mình đừng có tìm kiếm lên trên mạng không, mình đừng có hỏi bác sĩ Google, mà mình hãy đi đến những cái bệnh viện, những cái phòng khám để tầm soát ngay sức khỏe của mình, nắm được vấn đề rồi sau đó chúng ta mới có thể là tìm kiếm là những cái giải pháp một cách hữu hiệu hơn quý vị nha. Bên cạnh đó, vấn đề phòng bệnh hơn chữa bệnh cũng là điều mà chúng ta nên lưu tâm, chứ đừng có để lúc trẻ mình bào sức khỏe của mình nhiều quá, cho đến lúc mà mình cảm thấy mà mình yếu rồi, mình ngồi một chỗ, mình nằm một chỗ thôi mình cũng đã cảm thấy mệt, lúc đó mới nghĩ tới cái chuyện là bây giờ bồi bổ trở lại thì nó cũng hơi khó đấy, hơi tốn nhiều chi phí cũng như là nhiều thời gian đấy quý vị. Trong khi đó là điều mà chúng ta có thể là làm được ngay từ bây giờ với ít công sức hơn, ít thời gian hơn cũng như là ít chi phí hơn, bồi bổ những cái hoạt chất ví dụ như là flavonoid nè, hỗ trợ làm chậm cái quá trình lão hóa lại. Quá trình lão hóa thì ai cũng gặp phải thôi, nhưng mà làm chậm nó lại một chút thì cũng lại càng mừng hơn phải không ạ? Bên cạnh đó nữa là bồi bổ những cái loại saponin. Thì saponin như quý vị cũng chắc là cũng đã nghe nhiều rồi đó, thì nó hỗ trợ làm giảm đi lượng đường ở trong máu nè, hỗ trợ cân bằng cái lượng mỡ đã có ở trong cơ thể của chúng ta rồi, chưa kể là nó còn có thể là tăng sức đề kháng nè, tăng cường thêm khả năng tập trung của trí não nữa. Quá là nhiều điều tích cực mà chúng ta có thể tận dụng quý vị nha. Và đặc biệt hơn là các bạn có thêm một cái giải pháp là mình tiết kiệm được thời gian, không còn phải là sắc thuốc nữa, mà chúng ta đang sử dụng trực tiếp trong từng viên như thế này luôn quý vị và các bạn nha. Trong chọn một bộ là 6 hộp Thiên Bảo Giảo Cổ Lam, và mỗi một hộp là 60 viên, tổng cộng là 360 viên. Giá chính hãng là 805.000, hôm nay mức giá đặc biệt hơn chỉ có 650.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, được tặng thêm một hộp cùng loại nữa quý vị và các bạn nha. Thêm 60 viên cùng loại nữa để gia đình của mình có thể an tâm và sử dụng thời gian rất là lâu dài. Một điều lưu ý là trong suốt quá trình là quý vị và các bạn sử dụng Thiên Bảo Giảo Cổ Lam hoặc là những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng khác, chúng ta nên uống nhiều nước quý vị và các bạn nha. Bởi vì sao ạ? Hỗ trợ thêm trong cơ thể của mình, đó chính là nước rất là tốt cho cơ thể chúng ta có thể là thải độc ở bên trong, và rất là tốt cho thanh lọc cơ thể của mình, các bộ phận như là gan thận sẽ hoạt động một cách tốt hơn. Hãy nhanh chóng nắm bắt một lần nữa, và đây một món quà ý nghĩa về quan tâm sức khỏe dành cho tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình, đến từ giảo cổ lam, một cái loại dược liệu quý hiếm đã được tìm kiếm cũng như là đã được có được rất là nhiều những cái công trình nghiên cứu để giúp cho chúng ta hoàn toàn là an tâm sở hữu trọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha.
Và trong trọn bộ sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì rõ ràng là số lượng cũng là một trong những yếu tố mà chúng ta nên cân nhắc, phải không ạ? Trọn bộ sản phẩm chính đã có 6 hộp rồi, mà trong mỗi hộp thì bao gồm 60 viên quý vị nha. Tức là nội riêng sản phẩm chính thôi với mức giá 650.000 đồng, chúng ta đã có đến tận 360 viên giảo cổ lam. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, mang đi cũng dễ dàng rồi. Đúng mình rồi. Chia ra đi, 2 hộp dành cho những cái bạn mà thanh niên là thường xuyên làm việc với áp lực cao, hoạt động nhiều, tức là thường xuyên bào sức của mình đó. Rồi đối tượng thứ hai đó chính là đối tượng trung niên, là ba mẹ của các bạn này, đúng không? Cũng cần phải phòng bệnh nhiều hơn chữa bệnh chứ, hoặc là cũng có thể hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa này, giảm lượng đường, giảm lượng mỡ trong máu. Rồi còn đối tượng lớn hơn nữa là ông bà ở trong gia đình của mình thì cũng lại càng nên sử dụng nếu như mà chúng ta phù hợp với dòng sản phẩm này. Đó, chia đều ra cho từng đối tượng khác nhau, số lượng vẫn có thể là sử dụng một cách dư giả lâu dài nha. Rồi chưa kể còn được tặng thêm một hộp 60 viên nữa, kéo dài thêm thời gian sử dụng. Và nhắc lại, mức giá ưu đãi ngày hôm nay mà chúng tôi đang đem đến cho quý vị chỉ 650.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh chóng đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Chúng tôi sẽ ra hàng đến tận cửa nhà cho quý vị trên tận 63 tỉnh thành khắp cả nước. Thời gian mua sắm đang dần trôi qua rất nhanh, trong những phút đặt hàng cuối cùng đây là một cơ hội để dành tặng cho ông bà bố mẹ một dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với tên gọi Thiên Bảo Giảo Cổ Lam, một sản phẩm quá quen thuộc với nhiều khách hàng của VTV Nam Shopping quý vị và các bạn nha. Ở bên trong Thiên Bảo Giảo Cổ Lam có cao khô giảo cổ lam, cao khô chè dây, cỏ tinh bột và một số các loại dược liệu quý hiếm khác để giúp cho gia đình của mình, đặc biệt là những cái đối tượng muốn hỗ trợ hạ mỡ máu, hỗ trợ giảm đường huyết hay cả các bạn trẻ đều có thể sử dụng liên tục mỗi ngày, không cần phải sắc thuốc mỗi ngày nữa quý vị các bạn nha. Bởi vì được bào chế dạng viên nén như thế này để mình có thể là sử dụng ở mọi lúc mọi nơi. Bên trong mỗi một lọ sẽ có 60 viên. Và hôm nay chọn một đơn đặt hàng chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 hộp, tổng cộng là 360 viên lận quý vị nha. Sử dụng lâu dài liên tục để chúng ta cảm nhận được tác dụng và công dụng của dòng sản phẩm Thiên Bảo Giảo Cổ Lam. Và ngay cả các bạn trẻ, các bạn nhân viên văn phòng, áp lực công việc, học tập, cuộc sống, chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn về sức khỏe của mình bằng cách sử dụng Thiên Bảo Giảo Cổ Lam mỗi ngày để nâng cao hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng để chống chọi lại bệnh tật. Bằng cách là quý vị có thể gọi điện vào số tổng đài để được tư vấn kỹ hơn tại các bạn tổng đài viên. Và mức giá chúng tôi đang áp dụng thay vì giá chính hãng là 805.000 đồng, hôm nay bộ 6 hộp chỉ còn 650.000 đồng mà thôi. Tặng thêm một hộp Thiên Bảo Giảo Cổ Lam cùng loại và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Công dụng của Thiên Bảo Giảo Cổ Lam: bồi bổ chất cho cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh, hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ hạ đường huyết, nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể. Sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Giảo cổ lam là loại cây thuốc quý cho sức khỏe, có chứa nhiều flavonoid chống lão hóa mạnh, có nhiều vitamin, sắt, kẽm và các chất khoáng, khoảng 100 loại saponin cấu trúc tương tự như nhân sâm. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ 6 hộp Thiên Bảo Giảo Cổ Lam bao gồm 60 viên trên mỗi hộp. Cơ hội mua sắm không nên bỏ qua. Giá chính hãng 805.000 đồng. Giá đặc biệt tại VTV Hyundai chỉ 650.000 đồng. Tặng thêm một hộp Thiên Bảo Giảo Cổ Lam 60 viên. Món quà sức khỏe cho cả gia đình. Chúng ta vẫn nói sức khỏe là vàng và ngày hôm nay cơ hội mang về một món quà vàng dành cho những thành viên ở trong gia đình của mình với số lượng lớn quý vị nha, cụ thể là 6 hộp trong trọn một bộ sản phẩm chính như thế này, được tặng thêm một hộp cùng loại nữa, gia tăng số lượng lên tận 7 hộp lận quý vị ạ. Tuy nhiên với mức giá ưu đãi là cơ hội mà chúng ta chỉ còn trong vài mươi giây ngắn ngủi còn lại mà thôi. Do đó hãy đưa ra cân nhắc nào cũng như là quyết định thật là nhanh. Sau khi có quyết định đặt hàng rồi thì hãy liên hệ ngay cùng với chúng tôi quý vị nha. Mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng còn lại vài mươi giây nữa, hãy nhanh chóng đặt hàng để có ngay chọn một bộ là 6 hộp Thiên Bảo Giảo Cổ Lam 60 viên một hộp, giá chính hãng 805.000 đồng và mức giá đặc biệt trên VTV Hyundai chỉ 650.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, được tặng thêm một hộp cùng loại, tổng cộng là 7 hộp trong một đơn đặt hàng quý vị nha. Và hãy gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Còn bây giờ thì thời gian đã còn không nhiều nữa rồi, đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Tuy nhiên hy vọng là với những lời khuyên về sức khỏe của chúng tôi thì sẽ phần nào giúp cho quý vị có thể giải quyết được những vấn đề cũng như là những khúc mắc đang tồn động trong gia đình của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.